Mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao về loạt hình ảnh được cho là đoạn hội thoại của các nghệ sĩ đang cùng nhau kỵ ngược lại một nữ doanh nhân. Nội dung trong đoạn tin nhắn có thể thấy rằng mọi người đang cùng lập một nhóm để cùng nhau lên tiếng, tạo sự đồng nhất để bảo vệ uy tín của họ trong thời gian bị ảnh hưởng rất nhiều. Tài khoản có tên Mr. Đàm hỏi thêm các anh em. Họ vừa có hỏi bên sở thì có vài anh chị em đang nhờ hiệp hội của nghệ sĩ nhân dân TH lên tiếng bảo vệ. Anh có biết tin này không? Nếu có đơn tập thể thì anh có ký không? Liên hệ với các nghệ sĩ xuất hiện trong đoạn tin nhắn để biết thực hư câu chuyện có hay không. Riêng ông Hoàng Nhật Việt không muốn nhắc đến sự việc này và từ chối phản hồi những thông tin nhạy cảm. Hiện tại, việc phát ngôn giữa giới nghệ sĩ liên quan đến nữ doanh nhân là điều rất nhạy cảm. Chẳng ai muốn tên mình lại xuất hiện trên sóng livestream để tạo nên đề tài sôi nổi. Họ không muốn bàn luận thêm về vấn đề này. Mọi vấn đề sẽ do cơ quan chức năng pháp luật giải quyết. Mới đây, một số lượng lớn nước hoa giả đã được cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Những hình ảnh về kho hàng này sau khi lan truyền đã khiến không ít người giật mình và không tin vào mắt của mình. Cụ thể, vào chiều ngày 16 tháng 6, đội quản lý thị trường số 11 cùng quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an huyện Thanh Oai bất ngờ đến kiểm tra và phát hiện hành vi làm giả nước hoa của cơ sở trên. Thời điểm này, có rất nhiều công dân đang sang chiết, dán nhãn các loại mỹ phẩm, nước hoa mang thương hiệu nước ngoài khá nổi tiếng. Bên cạnh đó, một số lượng lớn vỏ hộp, tem nhãn dán ghi nguồn gốc xuất xứ hàng hóa tại Pháp, Hàn Quốc cũng đã bị phát hiện. Mặc dù vậy, quy trình sản xuất cơ sở này lại vô cùng sơ sài. Tất cả các loại sản phẩm đều được pha chế thủ công từ rất nhiều loại hóa chất trôi nổi, được đựng trong xô và chậu lớn. Quá trình làm việc của chủ cơ sở trên không xuất trình được bất cứ hóa đơn nào hay chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại nguyên liệu và hàng hóa trên. Vì vậy, cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ sản phẩm trên, máy móc để xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật. Mùa hè đã đến, cũng là lúc những chiếc video về hoa quả ngon mắt thu hút được sự chú ý từ mọi người. Và mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải một đoạn clip bổ đu đủ ngay trên thân cây. Theo đó, quả đu đủ người này chọn để cắt đã chín vàng trên cây và đã đến lúc có thể ăn được. Tuy nhiên, người này không chọn cách hái xuống mà bổ ra tại trên cây. Điều bất ngờ khi cắt quả đu đủ ra, bên trong lại không hề có hạt. Đã vậy thì phần thịt bên trong lại rất hoàn hảo, dù chín vàng nhưng không hề bị dập nát. Những người ghiền đu đủ khi nhìn thấy đoạn video này chắc hẳn sẽ rất kích thích khi nhìn thấy phần thịt bên trong rất tươi mát, lại không cần phải gỡ hạt ra, chỉ cần ăn ngay và luôn. Trên đời luôn tồn tại một kiểu người có thù với hành lá. Dù chỉ xuất hiện một cọng trong đồ ăn thì cũng phải gấp ra cho bằng được. Ngược lại, hội yêu hành lá khi nhìn những phần đồ ăn của đối thủ đều cho rằng trông nó quá nhạt nhẽo khi thiếu vắng màu xanh bắt mắt của loại gia vị này. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng đến từ vị trí của một chàng trai thuộc team ghét hành lá. Chuyện là anh chàng này vốn không ăn được hành lá, nên lúc đặt cơm gà online, anh đã ghi một dòng chú không hành rất nhiều lần. Đáp lại vị khách yêu của mình, vị chủ quán có tâm đã dùng bút ghi lại rất nhiều dòng chữ trên nắp cơm hộp để thể hiện lòng thành ý của mình. Khách bảo không hành bao nhiêu lần thì chủ tiệm cũng phải ok bấy nhiêu lần. Thậm chí chủ cửa hàng còn ghi lại dòng chữ chúc chàng trai kia ăn ngon miệng. Những ngày vừa qua, nhiều hội nhóm mạng xã hội trong giới shipper chia sẻ hình ảnh một thông báo được dán phía trước quán ăn, thông báo có nội dung ngắn gọn. Tài xế bị bom hàng thì cứ trả về cho quán sẽ gửi lại tiền cho tài xế. Dịch khó khăn quán không để tài xế ôm hàng, cứ yên tâm nhé. Hành động này của chủ quán khiến cho rất nhiều shipper khi nhận đơn tại đây đều cảm thấy ấm lòng. Tác giả của dòng thông báo dễ thương này chính là bà Hồng Hà, 56 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức. Bà Hà cười cho biết mình thương những chú shipper khi phải giao hàng trong mùa dịch. Bởi trước đó bà cũng từng chứng kiến rất nhiều người khách bom hàng nên rất cảm thông. Làm shipper vốn dĩ đã cực, mùa dịch như vậy lại càng cực hơn, vì tôi biết họ phải đối mặt với rất nhiều thứ, dịch bệnh, đơn hàng giảm, vậy nên thôi, cũng không đáng bao nhiêu thì mình cứ hỗ trợ họ trong khả năng của mình. Với suy nghĩ đó, 4 ngày trước đó, bà đã nhờ con gái làm một tờ thông báo dán trước quán. Bà nói trong mùa dịch, việc kinh doanh của quán vẫn ổn định vì chủ yếu là bán đồ ăn vặt, khách thấy ngon miệng nên sẽ ủng hộ đều đều. Từ lúc dán thông báo cho đến bây giờ, mình vui vì chưa có shipper nào đến nhờ bà hoàn tiền, điều đó cũng có nghĩa là không bị bom hàng. Bà chia sẻ và kể tiếp, có anh kia cũng lớn tuổi đến nhận hàng đem giao. Thấy tôi thì anh chỉ vào tấm bảng đó rồi nói chị tử tế quá. Họ nói không phải ai cũng quan tâm đến các shipper được như mình. Sau đó cười rất tươi, khiến cho tôi cảm thấy nhận lại được thứ gì đó rất ấm lòng.